Trong video Thôi Bối Đồ đã sớm tiên tri về thế cục Đài Loan, nhiều độc giả bình luận rằng sự so sánh bà Pelosi với hình bà tiên trong tượng thứ 42 của Thôi Bối Đồ là có phần thái quá, phải chăng là như vậy? Video hôm nay mời mọi người cùng Tinh Hoa TV chúng ta sẽ phân tích chủ đề này. Truyền kỳ Pelosi, nàng tiên đi lạc hướng. Ngoài việc được mệnh danh là quý bà thép trong chính trường Hoa Kỳ, Nancy Pelosi còn được gọi là bông hồng thép, là người phụ nữ quyền lực nhất nước Mỹ. Cũng có người nói bà là từ hy thái hậu của Hoa Kỳ. Vì sao? Bởi vì Pelosi là người dám lên tiếng bảo vệ nhân quyền cho các nhóm người bị đàn áp. Bà là người chống chính quyền Trung Quốc từ lâu, là một trong những người không được lòng đảng Cộng sản Trung Quốc nhất. Bà Pelosi năm nay 82 tuổi, đã đến thăm Đài Loan vào đầu tháng 8 năm 2022. Các chiến binh sói của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tuyên bố bắn rơi máy bay của bà trong chuyến thăm này. Các phương tiện truyền thông của Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng đã thô thiển phong cho bà một biệt danh là phù thủy già. Trên thực tế, Pelosi khi còn trẻ đã là một mỹ nữ xinh đẹp. Bà còn có biệt danh như trong truyện cổ tích là công chúa thứ bảy vì bà là con gái thứ bảy trong gia đình. Xuất thân trong gia đình chính trị. Bà Nancy Pelosi sinh năm 1940 ở Baltimore, Maryland, Mỹ, trong một gia đình chính trị gốc Ý. 6 người trước bà Nancy đều là các anh trai. Bà là con út trong số 7 người con của gia đình và là con gái duy nhất. Đó là nguồn gốc biệt danh công chúa 7 của bà. Cha của Nancy là ông Thomas Alessandro Junio, một nghị sĩ và thị trưởng 5 nhiệm kỳ, người đã cai quản Baltimore trong 12 năm. Là một trong những thị trưởng được kính trọng nhất lịch sử của Baltimore, người dân thường triều mến gọi ông là ông già Tommy. Người cha thị trưởng coi Pelosi như viên ngọc minh châu trong tay, thường đưa bà đến các dịp giao tiếp xã hội khác nhau kể từ khi 7 tuổi. Pelosi có vẻ ngoài xinh xắn khiến ai cũng yêu mến. Ngay từ lúc còn nhỏ, Pelosi đã giúp cha vận động tranh cử và là khách mời trong lễ nhậm chức của cha mình. Bà tham dự đại hội quốc gia của đảng Dân Chủ năm 12 tuổi. Năm 20 tuổi, bà cũng tham dự buổi phát biểu nhậm chức của Tổng thống Kennedy. Một bức ảnh của bà với Tổng thống Kennedy vẫn đang được lan truyền trên mạng. Thực ra, bà khó có thể so với các hot girl hiện nay, vốn có đời sống vật chất và điều kiện làm đẹp vượt trội so với những năm 50. Tuy nhiên, mọi người có thể nghĩ nếu gặp bà Pelosi vào những năm 50, không chừng chúng ta cũng phải thần hồn siêu đảo trong phút chốc. Thành thực mà nói, cũng như Hillary Clinton, vốn là một người phụ nữ rất đẹp khi còn trẻ. Hiện tại, khi bạn bình luận về bà Pelosi cũng tức là đang nói về một bà lão 82 tuổi. Vâng, 82 tuổi, tác giả thậm chí còn phải mang máy tính ra để tính lại tuổi của bà vì sợ bản thân tính nhầm. Nửa đời nội trợ, về sau khuynh đảo chiến trường. Theo lý mà nói, Nancy Pelosi xuất thân từ một gia đình chính trị, có thể tham gia chính trị sớm khi còn trẻ. Nhưng bà đã chọn cuộc sống của một người nội trợ truyền thống trong nửa đầu cuộc đời của mình. Năm 1962, khi mới 22 tuổi, bà đã kết hôn với Paul Pelosi, một chủ ngân hàng người Mỹ gốc Ý ở San Francisco. Năm 1969, gia đình Pelosi chuyển đến San Francisco. Bà đã sinh 5 người con cho chồng. Mãi cho đến khi con gái út học cấp 2, bà mới sẵn sàng tranh cử vào quốc hội thay mặt cho đảng Dân Chủ của bang California, khi đó bà 47 tuổi. Pelosi là một chính trị gia tài năng lớn thành công muộn. Năm 1987, dưới sự tháp tùng của cha, bà tuyên thệ nhậm chức dân biểu Hạ viện Liên bang. Với sự nhạy bén về chính trị bẩm sinh, sự nghiệp chính trị của bà đã thăng tiến nhanh chóng và trở thành người có chức vụ gần giống trưởng ban khen thưởng kỷ luật của đảng Dân Chủ tại Hạ viện vào năm 2002. Kể từ đó, Pelosi đã hoạt động ở tầng cốt lõi của quyền lực chính trị Hoa Kỳ trong 20 năm. Bà là người rất giỏi kết nối và quyết đoán. Bà có thể dễ dàng giải quyết nhiều vấn đề khó khăn chỉ với một hoặc hai cuộc điện thoại. Sẽ không quá lời khi gọi bà là mẹ đỡ đầu chính trị của đảng Dân Chủ. Pelosi còn được gọi là nữ hoàng gây quỹ đảng. Trong lần đầu tiên tranh cử Hạ viện, bà đã huy động được hơn 1 triệu đô la chỉ trong 7 tuần, vượt qua tất cả các đối thủ của mình. Từ năm 2002 đến năm 2021, Pelosi đã quyên góp được hơn 1 tỷ USD cho đảng Dân Chủ. Con số này, trong đảng Dân Chủ không có đối thủ nào có thể sánh được. Điều thú vị là trong suốt 35 năm tại Quốc hội, Pelosi không chỉ thay mặt công chúng Mỹ lên tiếng cho khu vực bầu cử của mình, mà còn luôn lên tiếng quốc tế cho các nhóm dễ bị tổn thương ở Trung Quốc, những người bị đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp nhân quyền. Pelosi là nghị sĩ đảng Dân Chủ chống đảng Cộng sản Trung Quốc nhất ở Hoa Kỳ. Bà luôn được biết đến là người cứng rắn trong nhiều vấn đề liên quan đến đảng Cộng sản Trung Quốc.
những khoảnh khắc huy hoàng nhất trong sự nghiệp chính trị của bà còn được thể hiện qua các sự kiện lên tiếng bảo vệ nhân quyền ở đại lục. 33 năm trước, vào năm 1989, khi vừa mới được bầu làm dân biểu được vài năm, Pelosi đã đưa ra nghị quyết lên án vụ thảm sát Thiên An Môn với tư cách là dân biểu mới của Quốc hội. Sau đó đã thúc đẩy đạo luật bảo vệ sinh viên Trung Quốc du học tại Hoa Kỳ, cho phép họ cư trú lâu dài tại Hoa Kỳ, từ đó trở thành nhân vật tâm điểm danh tiếng nổi bật. Năm 1991, Pelosi và hai nhà lập pháp của cả hai đảng đã đến thăm Trung Quốc và bị Đảng Cộng sản Trung Quốc cưỡng bức quay về sau khi trưng một biểu ngữ ở quảng trường Thiên An Môn với dòng chữ dành riêng cho các liệt sĩ hy sinh vì nền dân chủ ở Trung Quốc, gây chấn động thế giới. Hành động của Pelosi trong sự cố Thiên An Môn này đã giúp bà có được sự nổi tiếng và uy tín to lớn ở Hoa Kỳ. Những bức ảnh ghi lại cảnh tượng được treo nổi bật trong văn phòng của bà. Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999, Pelosi chính là thành viên quốc hội đầu tiên đứng ra bênh vực các học viên Pháp Luân Công. Bà phản đối việc Hoa Kỳ cấp quy chế tối huệ quốc vĩnh viễn cho Trung Quốc vào những năm 1990 và phản đối việc Trung Quốc gia nhập WTO vào đầu những năm 2000. Pelosi ủng hộ chính phủ lưu vong Tây Tạng và nhà lãnh đạo tinh thần Đức Đạt Lai Lạt Ma. Bà đã đưa ra những lời chỉ trích gay gắt và kêu gọi tẩy chay về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc đăng cai Thế vận hội Olympic vào năm 2008 và 2020. Trong phong trào chống dẫn độ ở Hồng Kông năm 2019, Pelosi cũng đã mời đại diện sinh viên Hồng Kông đến thăm Hoa Kỳ và có bài phát biểu trước Quốc hội. Pelosi và Ngụy Kinh Sinh, người được gọi là cha đẻ của nền dân chủ Trung Quốc, là bạn tốt của nhau trong nhiều năm. Năm 2016, Quỹ Ngụy Kinh Sinh đã trao cho bà Pelosi giải thưởng Người bảo vệ quyền con người và tự do. Pelosi luôn phê phán mạnh mẽ về các chính sách xoa dịu của Tổng thống Dân chủ và Cộng hòa đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tháng 2 năm 2020, tại Hội nghị An ninh Munich ở Đức, Pelosi đã đối đầu với Phó Oánh, một nữ quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bà cáo buộc Đảng Cộng sản Trung Quốc xuất khẩu chuyên chế kỹ thuật số và kêu gọi các nước tránh xa gã khổng lồ viễn thông Trung Quốc Huawei. Thật ra rất nhiều người có ác cảm với Pelosi vì lý do duy nhất, đó chính là bà đã lựa chọn dẫn dắt Đảng Dân Chủ. Lựa chọn sai lầm. Nếu đã đọc qua truyện kiếm hiệp Tiếu Ngạo Giang Hồ, hẳn mọi người phải có ấn tượng sâu sắc với cá tính của nhân vật chính Lệnh Hồ Xung. Đó là một nhân vật có tính cách hiệp nghĩa và phóng khoáng, nhưng bản tính ngông cuồng phóng túng, không thích bị trói buộc vào danh lợi. Giáo chủ Ma giáo Nhậm Ngã Hành đã mời Lệnh Hồ Xung gia nhập Ma giáo tất cả 4 lần, nhưng cả 4 lần đều bị y cự tuyệt. Thật ra lần thứ 4 y đã lưỡng lự, y đã suýt đồng ý nhưng rồi vẫn từ chối. Y nhận thấy người trong Ma giáo có quá nhiều kẻ vô sĩ xấu xa, không muốn đứng chung hàng ngũ với họ, càng không thể học theo họ được. Dù kề dao vào cổ thì y cũng không thể hùa theo đám người đó được. Nếu ngươi thật lòng yêu danh dự thì ngươi nên gia nhập Nhật Nguyệt Thần Giáo. Tôi vừa nghe đến thánh giáo chủ gì đó, nào là thiên thu vạn đại thống nhất giang hồ, thì tôi đã cảm thấy ớn lạnh rồi. Lệnh Hồ Xung này uống bao nhiêu rượu cũng không sai, nhưng vừa nghe mấy câu như văn thành võ đức, trạch bị thương sinh gì đó thì tôi chóng mặt qua mắt, kêu tôi làm sao gia nhập thần giáo đây. Nhưng trong Ma giáo cũng có một số người tốt hoặc rất tốt, mặc dù con số này càng ngày càng ít đi. Đã có người nói với Lệnh Hồ Xung rằng nếu y không thích Ma giáo như thế này thì sau khi gia nhập rồi, y có thể dùng tài năng và đảm lược của mình để cải biến, giúp cho Ma giáo trở nên tốt đẹp. Lệnh Hồ Xung nghĩ tới nghĩ lui nhưng vẫn quyết định từ chối. Vì sao như vậy? Lệnh Hồ Xung chỉ có thể làm một kẻ lang thang mà tự do, chứ không thể làm một nhà cầm quyền được. Nhưng dù là có tài thì cũng không thay đổi được cục diện. Thậm chí nếu ở trong Ma giáo lâu ngày, e rằng chính bản thân y cũng không giữ được mình mà sa đọa cùng với họ. Vì vậy mà y từ chối, y đã không có khả năng cải biến nó hay lật đổ nó, thì đành chịu chết chứ không nhập bọn cùng họ. Phải, Lệnh Hồ Xung không vào Ma giáo cũng là cái lý do như vậy. Ban đầu ôm theo một hoài bão nào đó, cho rằng mình sẽ vào nơi không tốt để làm cho mọi thứ trở nên tốt. Rốt cuộc chẳng những không làm được, mà chính bản thân mình cũng bị trôi theo dòng nước bẩn. Đương nhiên là Lệnh Hồ Xung sẽ lựa chọn như vậy, y kiên quyết từ tuyệt những lần chiêu dụ của Nhậm Ngã Hành. Bởi vì Kim Dung vốn dĩ là người có tư tưởng đậm chất truyền thống. Nhân vật chính trong truyện Kim Dung cũng sẽ bộc lộ rõ xu hướng tư tưởng này. Đen trắng phân minh, sẽ không có chuyện bước vào chốn địa ngục mà tuyên giảng đạo đức. Quay lại câu chuyện của bà Pelosi, theo cá nhân tác giả thì bà đã lựa chọn sai hàng ngũ.
Đảng Dân Chủ dựa trên cái tên mỹ miều đầy cám dỗ, cái tên khiến cho con người nhầm tưởng đây là một tổ chức vinh quang tốt đẹp, với tôn chỉ phụng sự lợi ích người dân mà còn là lớp nhân dân cần lao nghèo khổ. Nếu theo dõi chính sự Mỹ, mọi người sẽ thấy bản chất Đảng Dân Chủ gắn liền với phe cánh tả. Và nếu có xem qua câu chuyện lập quốc của Hoa Kỳ được đăng trên website tinhhoa.net, mọi người sẽ hiểu cụm từ trên là ý chỉ sự phân liệt trong nền chính trị của xã hội tự do phương Tây. Lý do là gì? Nhiều truyền thống ở Hoa Kỳ đến từ châu Âu. Khi Nghị viện châu Âu họp, những người cộng sản và chủ nghĩa xã hội thích ngồi bên trái, còn những người theo chủ nghĩa bảo thủ ngồi bên phải. Đây là cách mà khái niệm cánh tả và cánh hữu ra đời, và ở giữa là trung lập. Điều này có nghĩa là bản chất phe cánh tả của Hoa Kỳ có nguồn gốc là nhóm người theo chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa xã hội. Đương nhiên, trong phe cánh tả cũng có một nhóm nhỏ những người theo trung lập và cả những người bảo thủ. Nhưng thực ra mà nói, Đảng Dân Chủ dung nạp rất nhiều nhóm người thiểu số để quy tập sức mạnh cho mình, đồng thời thực thi rất nhiều chính sách mang tính mua chuộc lòng người như dùng tiền thuế để chi trả phúc lợi và ngoại giao. Cách mà Đảng Dân Chủ Mỹ gây mê hoặc lòng người chính là các đề cao lý thuyết của chủ nghĩa xã hội không tưởng và tuyệt đối hóa các quyền lợi của con người. Điều này khiến cho Đảng Dân Chủ được lòng đám đông, nhưng nó lại làm suy yếu nước Mỹ đến tận gốc. Quay lại chuyện bà Pelosi, có lẽ lời lẽ trước khi chết của văn nam tứ hữu trong tập truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ sẽ khiến chúng ta dễ hiểu hơn lựa chọn của bà. Sở dĩ trước đây bốn huynh đệ lão phu gia nhập Nhật Nguyệt Thần Giáo vốn là muốn hành hiệp trượng nghĩa ở trong võ lâm, làm nên việc lớn. Ai ngờ Nhậm giáo chủ có tính tàn bạo, tác quái, đến khi Đông Phương giáo chủ kế vị, càng nghe theo lời kẻ gian loại trừ nguyên lão trùng giao, bốn huynh đệ càng thấy đáng lòng. Có lẽ bà là người có bản tính từ bi quảng đại, nhưng tầm nhìn lại bị chi phối bởi xuất thân gia đình. Đây cũng là lý do khiến cho rất nhiều người cảm thấy phản cảm với bà. Nếu như bà là một thành viên của Đảng Cộng Hòa, có lẽ nội dung trong video Thôi Bối Đồ đã sớm tiên tri về thế cục Đài Loan. Hình ảnh của bà sẽ được khán giả chào đón nhiệt liệt.